Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chuỗi clip đi tìm làng công chúa Xanh Dương. Hôm nay tôi và các bạn sẽ tìm hiểu tại sao thiết bị tản nhiệt là quan trọng đối với đèn led. Xét về mặt nhiệt độ, đèn led thường được cho là một nguồn nhiệt lạnh. Điều này là do sản lượng quang phổ của đèn led chứa bức xạ hồng ngoại không giống như đèn sợi đốt tạo ra trong lượng lớn hồng ngoại. Dĩ nhiên, một số đèn led được thiết kế tạo ra năng lượng hồng ngoại, nhưng chúng ta không xem xét trong trường hợp đó đây. Led thường được xem là một nguồn nhiệt lạnh vì cơ chế phát sáng của đèn led không phải là cơ chế kích thích nhiệt, chẳng hạn như sợi đốt trong bóng đèn sợi đốt. Mặc dù hệ thống đèn led không sản sinh ra một lượng nhiệt như bức xạ nhiệt, nhưng trong lớp bán dẫn vẫn có nhiệt và cần được tản nhiệt bằng quá trình đối lưu và tản nhiệt. Quá trình tách nhiệt từ một thiết bị sử dụng thiết bị tản nhiệt và bằng cách vận hành thiết bị trong môi trường nhiệt độ thấp mang lại hiệu quả phát sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn cho thiết bị. Để đảm bảo thiết bị tản nhiệt cho hệ thống led cũng quan trọng khi sử dụng đèn led cho các ứng dụng phát sáng bằng đối lưu nhiệt, cần loại bỏ nhiệt ra khỏi hệ thống để làm mát bề mặt. Việc đặt hệ thống led ở một không gian cách biệt và tương đối nhỏ có thể sẽ làm tăng nhiệt độ lớp tiếp giáp và giảm hiệu suất tối ưu. Loại vật liệu tản nhiệt nào được sử dụng trong hệ thống đèn led, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bất cứ vật liệu nào có khả năng tản nhiệt khỏi đèn led đều có thể sử dụng làm thiết bị tản nhiệt. Hầu hết các kim loại là chất tản nhiệt tốt, vì vậy nhiều nhà sản xuất led đề xuất rằng bộ gắn trên đèn led lên chứa khung kim loại, ốc vít và bộ kết nối, và nhờ đó phần diện tích tiếp xúc giữa đèn led và bề mặt gắn thiết bị được tối đa hóa. Những đèn led phát sáng đời mới chứa các lá và cánh kim loại để hỗ trợ tản nhiệt, và phần diện tích rộng và bằng phẳng có thể đặt được các tấm tản nhiệt. Thậm chí đối với các thiết bị tản nhiệt lớn, ví dụ một thiết bị tản nhiệt được sử dụng trong máy tính có chứa các thanh kim loại định hình để tối đa hóa diện tích bề mặt và có thể là được tích hợp vào trong hệ thống đèn led chứa tập hợp các dãy led. Những thiết bị này thậm chí còn được tích hợp vào trong thiết kế hệ thống đèn led để tăng tính hấp dẫn. Chúng ta mà cùng vừa tìm hiểu tại sao thiết bị tản nhiệt là quan trọng với đèn led. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Chuỗi clip tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn.